chủ đích thân tới đây giúp đỡ. Hai vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm kích. Ma giáo có ý đồ cướp đoạt tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm. Ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, tôi nghĩa bất dung từ. Đa tạ Tả Minh Chủ quan tâm tới phái Hoa Sơn. Chuyện này không những ảnh hưởng tới Hoa Sơn, và còn ảnh hưởng tới sự thịnh suy của hai phái chánh tà. Tôi tuyệt đối không thể để cho yêu nhân của ma quái tội nguyện. À, sư phụ, sư mẫu, con đã về rồi. Mình Chi, con không chịu tới đây bái kiến Tả Minh Chủ. À, Lâm Bình Chi bái kiến Tả Minh Chủ. Ờ, cháu chính là Lâm Bình Chi à. Hôm nay có dịp gặp mặt, quả nhiên là một thanh niên tài tuấn đó nhờ. Bình Chi chưa có biết đời, cái gì cũng không rõ. Sau này còn nhờ Tả Minh Chủ chỉ dạy giùm cho. Không dám, không dám. Dưới sự thống lãnh của Nhạc Tiên Sinh ở tại Hoa Sơn, có thể nói là nhân tài xuất chúng, đâu cần tôi dạy dỗ chứ. Phải Hoa Sơn đã có một đệ tử bất hiếu, kết giao tà giáo, ngộ sát nhị đệ tử của quý phái. Nhạc mộ xin lỗi với Tả Minh Chủ. Tôi nói thật sự đã bị lệnh hồ sung của quý phái giết chết à? Tôi còn tưởng rằng là người của ma giáo chứ. Tả Minh Chủ, bên trong có thể là có hiểu lầm. Sung Nhi nó... Sư muội, đại trưởng phu dám làm dám nhận. Lệnh hồ sung tuy rằng đã bị ta trục xuất ra khỏi sư môn, nhưng cái tội không biết dạy đệ tử, ta muốn tránh cũng tránh không được. Nhạc tiên sinh quá lời. Nếu như đã trục xuất ra khỏi môn phái, như vậy sẽ không còn liên quan tới phái Hoa Sơn nữa. Tả Minh Chủ không truy cứu, Nhạc mổ thật sự xấu hổ. Trước mắt đặt đại sự lên hàng đầu, những chuyện đó đừng có để trong lòng. Xem ra tôi tạm thời ở đỡ chỗ này dài hơn, cho tới lúc các người trở về Hoa Sơn. Như vậy làm phiền Tả Minh Chủ. Hey, đừng có khá sao. Ờ, nhưng mà không biết tông tích của tịch tà kiếm phổ đi tới đâu rồi. Cẩn thận đó. À, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận đó nha. Cẩn thận. Coi chừng đó, coi chừng đó. Cẩn thận. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Nè, cái đầu đi. Ờ. Đây, đây, đây. Đây, đây. Cẩn thận nha. Cẩn thận đó. Để chú đi. Rồi. Đi cổ trên tàu chắc là của phái Tung Sơn đó. Ừ, Bạch Gia Bang của chúng ta tuy là đông, nhưng mà đánh không lại bọn chúng. Cái đó chưa chắc. Võ công của họ tuy cao thật, nhưng chưa hẳn biết thủy tánh. Ừ, chỉ cần tàu ra khơi, chúng ta kéo tụi nó xuống nước, đục cái lỗ ở dưới tàu. Lúc đó muốn làm gì không được. Ấy, à, diệu kế ha. Lập được đại công, vì vậy chúng ta có thể đánh bóng được bản hiệu Bạch Gia Bang. Ừ. Hai cái tên giặc cỏ các người hả? Không sợ nước, dầu có sợ không vậy? Đứng như thế này, chẳng gì lợi hại. Quỳnh hồi thứ nhiệm, đừng có làm hại cái mạng sống của chúng. Địch chào chị Thái. A Di Đà Phật. Quá ra là vị đường chủ và kỳ đường chủ của Bạch Giao Bang, nhị vị trong chốn giang hồ, được người ta gọi là Trường Giang Sông Kỳ, nổi tiếng như vậy, lão nhị đã nghe tiếng từ lâu. Tôi đây đã nghe tiếng giống hệt như là tiếng gầu ngang tay đó. Đứng dậy tao hỏi hai người nha. Hả? Hai cái tên chặt cỏ Bạch Giao Bang các người đã câu kết với phái Trung Sơn từ nào vậy? Nói. Cũng câu kết với phái Trung Sơn hả? Chúng tôi đâu biết bọn chúng. Hả? Vậy được lắm. Câu đầu tiên đã không chịu nói thật rồi hả? Được. Ta sẽ để cho các người uống dầu thêm nữa. Chúng tôi không nói đâu đâu. Phải Tung Sơn kết mình với phái Hàng Sơn. Chúng tôi đã giám đến chuyện các người. Hơn nữa các người là đệ tử nhà Phật mà. Vậy chúng tôi đã làm mất lòng các người chỗ nào? Sao lại muốn giết chết chúng tôi? Cái gì mà đệ tử nhà Phật hả? Phái Thiếu Lâm thì không phải là ngũ nhạc kiếm phái, nhưng mà hòa thượng nhà Ni Cô tình chắc là người nhà với nhau đó. Người nói bậy nữa bà. Nói không có đúng câu nào hết. Uống dầu nữa đi. À, chuyện là vậy nè. Chúng tôi vì muốn thu người lấy tiền thưởng, cho nên muốn trả thù những người chánh phái và những hòa thượng Thiếu Lâm để mà trả thù dùm cho Nhậm Tiểu Thơ đó. Xin lỗi nha. Xin lỗi, xin lỗi.
Có phải là đại tiểu thơ tiền nhiệm giáo chủ mà giáo không? À phải phải phải. Anh nhầm, đại tiểu thơ đã bị thiếu lâm tự bắt giam. Chúng tôi dự trù tới quần ngọc viện tập hợp mọi người để tấn công bên thiếu lâm tự. Anh để mày cứu cô ta ra đó. Các người sợ phái Hằng Sơn chúng tôi tới thiếu lâm phụ một tài nên mới đục lúng tạo chúng tôi à? À dạ, đúng 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 vậy. Thiếu lâm tự tại sao lại giam lỏng nhầm đại tiểu thơ? Cái đó tôi không có biết đâu. Tại hạ lúc nãy lỗ mãng, cho nên đã làm mất lòng vị anh hùng. Xin tha tội. Không sao, không sao, không sao đâu. Lệnh hồi phi gương. Cho xin lỗi. Lệnh hồi phi gương. Quần hồn trị bệnh trên sư huynh ở tại Ngũ Bá Cương, tất cả đều ngửa mặt nhậm đại tiểu thơ, có đúng hay không? Thì tại chim chim tới bây giờ đi còn sạch xuống lập tường. Nếu như tôi sạch tôi, cô cũng đừng tuyệt khổ. Phương chính đại sư có giới thiệu như vậy. Bây giờ mấy người kia đi cứu Dinh Dinh, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Lệ Thứ Lâm. Không cần biết là ai thắng ai bại. E rằng tổn thương trầm trọng đó. Lệnh hồ sư huynh, nếu mà muốn tới Thiếu Lâm Tự cứu nhầm đại tiểu thư, mọi người chúng tôi nhất định là sẽ giúp đỡ. Cảm ơn, cái đó không cần đâu. Ta chỉ muốn đi trước họ, yêu cầu phương chính đại sư thả Dinh Dinh ra. Như vậy thì có thể hóa giải được một đại quả quyết quan. Nhưng mà làm như vậy sẽ không thể lên đường chung với các người nữa. Nếu như người của phái Tùng Sơn tới nơi, ta chỉ lo... Khỏi cần lo, sư phụ đã đổi ý đi tới Thiếu Lâm Tự rồi. Sư phụ nói sẽ đi năn nỉ phương chính đại sư thả người, chúng ta từ từ tới Thiếu Lâm cũng được. Hay gì tốt, nếu như sư thái chỉ giúp một tay, sư việc dễ giải quyết lắm. Các người đừng có nghĩ vậy nha, không có chuyện gì đâu. Vậy sao? Tại sao lại lo dữ vậy? Dinh Dinh tình thâm nghĩa trọng đối với tôi, nhưng mà con người cô ta hay mắc cỡ, cần người ta cười. Nếu cô ta là quan hệ quý đối với tôi, còn tôi lại luôn thể vô tình đối với cổ. Nếu như tôi muốn định đáp lại ý này của cô ấy, tôi nhất định phải để cái giang hồ ảo tháng đi biết được. Lệnh hồ xin tôi xưa nay được lòng xin thành của nhầm đại tiểu thơ. Vì cô ấy ngay cả mặt sống ta không ngại, một mình lại cứu lập tự để cứu cổ. Lệnh hồ sư huynh, em biết là anh nóng ruột lắm, muốn chốc cánh bài tới ngày Thứ Lâm Tự để coi kết quả chu đáo cứu cô ta thế nào. Nhầm đại tiểu thơ đúng là hết lòng hết dạ với anh, làm cho người ta kính phục. Cô ta vì anh đã không còn e dè cái gì hết. Lệnh hồ sư huynh, đừng có lo cho chúng tôi, cứ việc đi đi. Tiểu huynh đệ, dạ, thử đi. Được. Chỉ dạy cho tiểu đội sao? Xin lỗi, xin lỗi. Bởi vì yêu chuộng nhân tài nhất thời ngứa tài, xin nhạc tiên sinh được khiển trách. Còn tưởng là tả mình chủ muốn dừng đệ tử với tôi nữa chứ. Nhạc tiên sinh thật sự là biết nói chơi. Có cầu danh sư xuất cao độ, lúc nãy chúng tôi chẳng qua chỉ trao dội với nhau thôi. Sư phụ, tìm đệ tử có chuyện gì vậy? Bình Chi, vào đây. Dạ, sư phụ. Bình Chi, xem nào, cái này là cái gì? Tịch tạc kiếm phổ. Sư phụ, đừng có hiểu lầm, sư phụ không có lấy tịch tạc kiếm phổ của con. Nhưng mà... Bình Chi, sư phụ nghe nói,
là kiếm phổ đã giết ở trên Cà Sa. Sư phụ muốn con giết khẩu quyết truyền thụ kiếm pháp nhà họ Lâm lên trên chiếc áo Cà Sa này. Cái đó Tạ Lãnh Thiền lần này giở tại nhà họ Lâm, có thể nó là tấm lòng của Tư Mã Chiếu. Sư phụ nghĩ hắn tới đây là vì tên Tạ Kiếm Phổ. Nhưng mà Tả Minh Chủ ba lần bốn lượt bày tỏ sự quan tâm đối với sự an nguy của Hoa Sơn đó. Còn Bình Chi, giang hồ hiểm ác, phái Tung Sơn ngang nhiên đối phó với phái Hằng Sơn, ai cũng biết cả. Sư phụ chỉ sợ họ sẽ lợi dụng tịch Tà Kiếm Phổ gây ra sự xích mích giữa giang hồ và phái Hoa Sơn chúng ta. Người đó làm việc nham hiểm, hắn nhất định muốn thừa lúc Hoa Sơn đại thương nguyên khí, ngõ hầu ngồi đó ngư ông đắc lợi. Thật sự không ngờ hắn lại mưu mô tới như thế này. Sư phụ làm như vậy chẳng qua là một phương pháp tạm thời. Sau khi hắn lấy được Cà Sa, tạm thời không có bất lợi đối với Hoa Sơn chúng ta đâu. Bình Nhi, sư phụ khổ tâm như vậy chỉ vì sự an toàn của con, vì sự an nguy của Hoa Sơn. Sư phụ tin tưởng con không có phản đối đâu, đúng không? Đi sớm vậy à? Đúng vậy. Tả Minh Chủ, hai vợ chồng chúng tôi còn chưa có làm tròn tình địa chủ. Không cần, tôi đây phải lên trên Thiếu Lâm tự cáo từ. Không biết Tả Minh Chủ lần này lên Thiếu Lâm có mục đích gì? Thật là không giấu giếm, chuyện này liên quan tới tên đệ tử Lệnh Hồ Sùng của ông. Nó là làm chuyện gì nữa? Tôi nghe nói nó triệu tập bạn môn tà đạo lên Thiếu Lâm tự để mà cứu người. Chuyện này có thật hay sao? Vậy ông có biết người nó muốn cứu là ai hay không? Yêu nữ ma giáo Nhậm Doanh Doanh. Hả? Ma giáo giả vờ làm chuyện bất lợi đối với các người, nhưng thực tế muốn bao vây Thiếu Lâm tự. Không ngờ người trong ma giáo hành động độc ác tới như vậy. Tả Lãnh Thiền tôi không thể nào chấp tay đứng nhìn. Sư muội, xem ra chúng ta cũng phải đi một chuyến Thiếu Lâm nữa. Nhưng mà lần này chúng ta đi, ngoài việc giúp Thiếu Lâm đối phó ma giáo, chúng ta còn phải thành lý môn hộ. Lệnh Hồ Sùng tá ác đa đoan, ta phải trả lẽ phải lại cho Võ Lâm. Giang hồ loan truyền Hoa Sơn bất hòa với Tung Sơn, chúng ta có thể lợi dụng cái cơ hội này cùng nhau lên trên Thiếu Lâm tự. Như vậy cái tin đồn đó sẽ không còn loan truyền được nữa. Nhưng mà tôi cần phải trở về Tung Sơn để triệu tập nhân mã. Thôi thì chúng ta mạnh ai nấy lên Thiếu Lâm tự, thế nào hả? Được, như vậy chúng ta sẽ gặp bà ở tại Thiếu Lâm đi, giết không còn manh giáp những tên ma giáo, lên tấn công Thiếu Lâm tự. Thật không ngờ tịch tà kiếm phổ ngàn người giành giả người đoạt cuối cùng đã rơi vào trong tay của ta rồi. Hay quá đi. Sư phụ, đệ tử chỉ lo là nhà bất quần biết được Cà Sa mất, chắc chắn là không để chúng ta yên đâu. Làm sao nó làm cái chuyện trái với lương tâm lại dám nói ra ngoài hay sao chứ? Trừ phi nó muốn lột cái mặt nạ ngụy quân tử của đối phương. Đệ tử biết rõ con người của ông ta không thể nào lột mặt nạ xuống đâu, bởi vì mấy làm việc gì cũng rất là dày dặn.
không có dám làm thẳng tay. Giỏi cho cái tên Nhạc Bất Quần. Cái gì Ngụy Quân Tử, Trần Tiểu Nhân, chẳng qua chỉ vì một mục đích tương tự thôi. Sư phụ, đệ tử còn gì không hiểu. Nếu như Nhạc Bất Quần muốn thanh lý môn hộ, thì tại sao chúng ta không để cho Hoa Sơn tử chiến với Ma Giáo? Chúng ta ngồi hưởng lợi không tốt hay sao chứ? Làm sao? Ngươi tưởng ta không có nghĩ tới cái điểm đó à? Hả? Con gái của Nhậm Ngã Hành là Nhậm Doanh Doanh, bây giờ bị nhốt ở tại Thiếu Lâm. Và Nhậm Ngã Hành cũng đã tái xuất giang hồ rồi. Không lẽ ông ta không có nghĩ tới sự sống chết của con gái ông ta hay sao? Nhậm Ngã Hành cũng lên Thiếu Lâm tự để cứu người nữa. Nếu như người nào có thể hạ được cái tên đại ma đầu đó, thì người đó sẽ có thể nổi tiếng trong thiên hạ. Sư phụ, nói thì nói như vậy, nhưng mà các tên đại pháp của Nhậm Ngã Hành không phải là dẫn chơi đâu. Làm sao? Sư phụ nếu như không có chắc chắn 100%, không bao giờ ngang nhiên giao đấu với hắn. Đúng vậy sư phụ. Hạ được Nhậm Ngã Hành, nhược thống phái Ngũ Nhạc, để ta luyện xong Tịch Tà Kiếm Phổ này nữa, tới lúc đó võ đường Thiếu Lâm tất cả đều phải nghe lời chỉ huy của ta làm gì cho ta. Tới lúc đó thiên hạ sẽ duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn. Phải chống đâu, phải chống đâu, phải chống đâu, phải chống đâu, đúng rồi, đúng rồi, hả? Nè, phải rồi. Ê, sao hả? Người nào người nấy cầm hết rồi sao? Mọi người nghe đây, Thánh Cô đã từng hạ lệnh, người nào gặp được lệnh Hồ Sung thì phải giết chết người đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà võ công của nó cao cường quá đi, còn phải nhờ nó nương tay giùm. Ta không những không thể giết nó, ta tin chắc ngay cả các người cũng không thể giết được đâu. Phải rồi. Nếu như không giết được hắn, chúng ta dùng rượu ngon để cho hắn sai tới chết luôn cũng được nữa. Các người đánh không lại tôi, bây giờ muốn dùng trí phải vậy không? Nè, đầu cấp lục tiên, các người bây giờ có muốn làm minh chủ hay không? Phải rồi. Nếu như cứu được Thánh Cô, có phải để cho cô ấy làm vợ của lệnh Hồ Xuân không? Đúng rồi. Đẹp như vậy thì xương quá. Nếu như mới làm minh chủ, trừ khi võ công của nó giỏi hơn chúng ta nhiều, có phải vậy không hả? Đúng rồi. Hãy dùng sức chặn nó lên đi. Chờ đây nè. Qua. Trả lên. Là vợ của mày này hả? Đầu cốc lục tiên, bây giờ các người đã chịu thua chưa? Thua rồi. Lệnh Hồ Xuân là bạn thân của chúng ta mà. Phải. Anh ta làm minh chủ thì cái gì chúng ta làm minh chủ rồi. Đúng vậy. Anh trên đời này không có lý do gì người của mình mà không phục người của mình chứ, phải không? Mấy người ngu quá đi. Đủ rồi, được không? Bây giờ cho ta bắt đầu ra hiệu lệnh. Ta ra lệnh kết người ra ngoài điều tra xem còn có nhóm người nào tới đây hợp với chúng ta nữa không? Đây. Đợi tôi với. Lần này chúng ta là Thiếu Lâm tự tiên lễ hậu bình. Nếu như mà có thể tránh được những cuộc chém giết, đó là điều tốt nhất. Nói đúng lắm. Nếu như thật sự đánh đấm với nhau, như vậy thì thương vong của đôi phía sẽ vô cùng trầm trọng. Minh chủ, sáng sớm ngày mai mọi người chúng ta cùng lên trên Thiếu Lâm tự ở tại Trung Sơn đi. Lần này chúng ta không phải bí mật hành động, nhưng chúng ta phải làm rành rang mới được. Phải cờ xí rộp trời bước lên tới đó, để cho đệ tử Thiếu Lâm nghe tới phải rụng rời tay chân. Dạ, Minh chủ. Trở về đây nữa. Nói như vậy nghĩa là gì? Người giang hồ không ngớt loan truyền, tất cả Nico và cô nương của phái Hành Sơn đã ở chung với anh, cho anh hưởng tận sung sướng. Ai nói bậy như vậy? Nói như lời quan đường vô liêm sỉ. Người ta ai cũng nói là anh diễm phúc tề thiên, có được nhiều người ngưỡng mộ mình, có cái gì không tốt? Tôi làm việc lúc nào cũng không tính trước nghĩ sau, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng không ngờ làm hại tới phái Hành Sơn như vậy. Với câu không hổ lương tâm này, không uổng công của Thánh Cô thời gian qua đã bị giam cầm vì anh. Diên Diên đã từng giết đệ tử của Thiếu Lâm, tất cả cũng là chỉ vì ta đây. Tại sao ta lại chấp tay để cho Thiếu Lâm bắt chứ? Nghe nói là hôm đó Thánh Cô đưa anh tới Thiếu Lâm tự để xin chữa trị,
Chỉ cần Phương Chính có thể cứu được mạng sống của anh, Thiếu Lâm có thể tự xử trí cô ta, muốn chiếm muốn giết tuyệt đối không nhân mặt. Cái gì? Nhưng mà ta có hỏi Phương Chính đại sư, ông ta cho biết Diên Diên không ở trong chùa. Thiệt là hết nói. Người ta thường nói kẻ tu hành không có nói láo, vậy mà đại hòa thượng lại mở mắt ra nói láo như vậy. Ý được cũng đúng, ta đã nói là không học dịch căn kinh nữa, thì ông ta đã có lý do gì bắt giữ cô ta? Có trời biết, chúng tôi đã hỏi thăm khắp nơi, hòa thượng tội bắt cổ, không giết cũng không chịu thả ra, cho nên chúng tôi định phải đi cứu thánh cô. Ta sẽ là Thiếu Lâm để mà cứu cô ta. Nhưng mà ta không muốn cất lộ anh hùng gì vậy, đồng đau đồng thương với lịch Thiếu Lâm Tự. Cho nên anh muốn dọc đường cờ xí la ó, để cho Thiếu Lâm Tự lo sợ và tự thả người. Nếu như ở trong tình huống không tổn hại một binh một chốt, có thể cứu được Kim Dinh, đó là điều tốt nhất. Linh hồn của người còn sống à? Đúng vậy, trong một cơ duyên tạo hợp, hắn đã chữa được bệnh của hắn. A Di Đà Phật. Mận Ni nhìn tới đây, khấn xin phương trượng thả Nhậm tiểu thơ ra. Nếu như vết thương của Thú Hiệp đã hoàn toàn bình phục, như vậy sự giao hẹn giữa Lão Nạp và Nhâm Tiểu Thơ đã không còn tồn tại nữa. Nhưng mà nếu là như vậy, hành động của bọn người Ma giáo thật sự ngông cuồng quá đi. Nhiều lần tới quấy nhiễu Thiếu Lâm Tự, thật là nếu mà muốn nhịn, cũng không thể nhịn được. Người trong Ma giáo nắm lòng phương trưởng, có thể tha thứ được. Nếu như phương trưởng chịu tha cho Nhậm Đại Tiểu Thơ, thì có thể miễn được một trận gió lâm họa kiếp. Sư phụ, Tả Minh Chủ của phái Tung Sơn và nhà tiên sinh của phái Hoa Sơn xin gặp mặt. A Di Đà Phật. Phương Chính đại sư, tuyệt đối không thể thả con yêu nữ kia. Thả hổ về rừng, đừng làm như vậy. Nhị vị đã nghe rõ rồi. Nhị vị đến nhà sư thái, ba đây thật sự là can gia can hồ đồ, mà giáo và chánh giáo của chúng ta thề không đội trời chung. Dịp này là cái dịp tốt nhất để chúng ta tiêu diệt hết bọn chúng. A Di Đà Phật, Phật môn cấm địa không thể khai sát giới. Ý mà giáo tác ác đa đoàn, ai cũng muốn giết chết hết. Nhưng mà lệnh đồ lệnh Hồ Xung, cái gã đó tội nghiệp thâm trọng, đã không còn là đệ tử của tôi nữa. Lần này tôi tới muốn thành lý môn hộ, trừ hại võ lâm. Nghị vị có dự tính gì? Người trong mà giáo là Trình Thiếu Lâm Tự đi cứu người, chúng ta tương kế tụ kế, bắt hết trọn ổ của bọn chúng. Nhạc phi sinh, Nhạc tiên sinh làm phiền ông. Định nhà sư thái, đêm khuya tới đây không biết có chuyện gì hả? Bần ni tới đây để cáo từ. Sư thái định đi à? Dạ phải, nhưng mà trước khi đi có vài câu muốn khuyên. Xin mời vào trong nói chuyện. Phái Hằng Sơn trên đường đi bị đột kích, Nhạc tiên sinh chắc là có nghe qua rồi chứ gì? Người trong Ma giáo giết chết Định Vật sư thái, Nhạc mổ cảm thấy đau buồn, vì vậy lần này chuyện đó không thể tha cho bọn chúng. A Di Đà Phật. Ma giáo tuy rằng khả ố, nhưng tôi nghĩ chuyện này không phải do Ma giáo gây ra. Sư thái, ý của bà? Đây là quỷ kế do phái Tung Sơn gây ra. Mọi người đều biết rõ, Tả Minh Chủ đã muốn thôn tính tứ phái, sau đó kết hợp thành một đại môn phái, ngõ hầu cùng với Thiếu Lâm Võ Đường Tam Túc Đỉnh lập chia sẻ giang sơn. Âm mưu của hắn đã có từ lâu, cái gã đó cất giấu rất kỹ, nhưng tôi đã thấy một ít mưu mô của hắn. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ hắn lại hạ độc thủ với Hằng Sơn của chúng tôi. Cho dù như vậy, lúc nãy ở trước mặt của Phương Chính đại sư, tại sao không chịu nói ra sự thật? Ngũ Nhạc kiếm phái cần phải đồng khí liên chi, nếu để cho người ngoài biết được chúng ta tàn sát lẫn nhau thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Cái đó vậy sư thái, sau này có dự tính gì không? Bần niên chỉ muốn đòi lại lẽ phải. Thật ra Ngũ Nhạc kiếm phái chỉ còn có hư danh thôi, Hằng Sơn phái chúng tôi quyết định rút lui.
phải Tùng Sơn âm thầm giúp đỡ kiếm tông Hoa Sơn đoạt lấy chức vụ trưởng môn. Chuyện này tôi đã biết từ trước, nhưng đợi tôi thanh lý môn hộ sẽ hợp sức với sư thái đòi Tả Minh Chủ trả lại lẽ phải. Còn một chuyện nữa, phái Hằng Sơn chúng tôi nhiều lần bị sự phá hoại của Tùng Sơn, cũng may được sự giúp đỡ của Linh Hồ thiếu hiệp mới được tai qua nạn khỏi. Ờ, còn việc có người nói hắn cấu kết với Mà Giáo, tôi tin chắc bên trong nhất định có sự hiểu lầm. Không lẽ tôi thật sự đã trách lầm nó? Bần ni lần này tới Thiếu Lâm tự năn nỉ phương trượng thả người, tại vì biết rõ Nhậm đại tiểu thư đã nhiều lần giúp đỡ cho Linh Hồ thiếu hiệp, cho thấy cố là một người có lòng từ thiện. Nhưng mà Nhạc tiên sinh, Tả Minh Chủ lòng dạ bất chính, đừng bao giờ nghe hắn bài bố, bằng không hối hận thì đã muộn. Đa tạ sư thái chỉ rõ, Nhạc mẫu sẽ điều tra sự thật rồi mới hành động sau. Ừ. Nhạc tiên sinh không cần phải tiễn. Sư thái đi mình giỏi. Đại sư, không lẽ lại tới đây khảo hạch tiểu nữ, xem đã ngộ ra được chuyện lý gì chưa hả? Cô nương đã ở tại bản chùa một khoảng thời gian rồi, vẫn không thể dẹp bỏ được thất tình lục dục ở trong người của cô nương. Cô nương, người đó. Đại sư kêu tôi đi. Không lẽ ông không sợ tôi trở về ăn cắp dịch kinh kinh sao? Cô nương này băng tuyết thông minh, không lẽ còn không hiểu rõ không cần xài tới dịch căn kinh rồi sao? Ý của đại sư là bệnh của Lệnh Hồ đại ca đã khỏi rồi. Thiếu hiệp bình yên vô sự, lão nạp đây cũng cảm thấy an lòng. Cô nương trong cái khoảng thời gian ở tại bản chùa, tánh tình thật sự đã thay đổi rất nhiều, nội tâm cũng đã hiện từ lại. Hơn nữa cô đi tâm hồn thiện tâm, vì vậy định nhàn sư thái của phái Hằng Sơn mới tới đây năn nỉ cho cô. Định nhàn sư thái lần nãy giùm tôi, tiểu nữ vô cùng cảm kích.
Lão nạp nghe nói thiếu hiệp đã dẫn một số bạn bè giang hồ đang trên đường tới Thiếu Lâm để rước cô nương. Người xuất gia từ bi trong lòng, hy vọng dựa vào sự ra đi của cô nương có thể tránh được trận sát nghiệp. Đại sư yên tâm, tiểu nữ đi rồi họ chắc chắn không có nhiễu tới quý tự. Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngày hôm nay trong trốn giang hồ ở trong giới trẻ, những người có nhân phẩm và võ công giống như thiếu hiệp này thực sự là hiếm có đó. Không dám nhận. Vạn bối tiếng tâm bề bối, cuộc sống phóng túng đã không được sự đời chấp nhận. Chuyện gì cũng quan minh lỗi lạc, không có hổ lương tâm. Tuy nhiên nhà ngươi làm việc côn ngông tự đại, bất chấp tập tự, như vậy không phải hành động đại trượng phu. Tôi đã cho người âm thầm điều tra, biết rõ nhà người không có hành động độc ác gì đáng kể. Thiếu hiệp lần này tới Thiếu Lâm, không biết phương nào đắc thắng, cũng có rất nhiều tử thường xảy ra. Cái đó không phải là cái phước của võ lâm đâu. Nhậm danh danh giết hại đệ tử Thiếu Lâm, ngoài ra còn nổi sóng nổi gió trong giang hồ khinh thường mạng người. Phương trấn đại sư lần này giam cầm cô ta không phải vì muốn giữ lấy ngôi chùa Thiếu Lâm tự đâu, nhưng cũng bởi vì xuất phát từ tấm lòng Bồ Tát muốn tạo phước cho võ lâm đồng đạo. Với nhân phẩm và võ công của thiếu hiệp, đâu có sợ không có gái danh môn thuộc nữ sánh rồi. Cần gì phải giữ lấy cái con yêu nữ đó chứ, phá hoại cái danh tiếng, quỷ đi cái tương lai tốt đẹp. Mang ơn của người ta cần phải hồi báo. Lời khuyên của tiền bối, vạn bối hết lòng cảm kích, tuy nhiên không thể tùng lệnh. Tại sao tới cấp điện Thiếu Lâm rồi còn không thấy đệ tử Thiếu Lâm ngăn cản? Tấn công Thiếu Lâm lần này cờ xí rầm rộ, đừng nói là Thiếu Lâm, mọi người thiên hạ đều biết chuyện này. Đúng rồi ha, trong hoàng thành tại sao Thiếu Lâm hoàn toàn không có động tĩnh gì trơn rồi vậy hả? Không lẽ bọn chúng đã có hành động gì trước sao? Đúng rồi rồi, mày đầu này quá mà sao không thấy gì trơn rồi? Không lẽ bọn họ đã chuẩn bị hay sao? Tao mệt dữ lắm đó, em đừng có nói giỡn mặt với tôi mới được trời. Thôi đi, tao có sức làm gì đây? Làm gì hả? Nếu đầu này tao phải dùng tay. Đúng rồi, dùng sức sao? Dùng sức đi. Cái kỳ quá đi. Nè, thôi đủ rồi. Đừng có gây nữa. Đã vào trong cấm địa Thiếu Lâm còn không chịu được cảnh giác. Đúng rồi, bây giờ nghiệp quá mà. Cãi nhau hoài à. Ôi, đang tại đây làm lại. Tắt đáy quá đầu tôi cãi nhau. Ôi, trời đất ơi. Đi đá theo như vậy. Ôi, trời đất ơi. Sư thái, xin thấy vạn bối là Lệnh Hồng Xuân. Sư thái, ta muốn người hứa giết ta một chuyện. Dạ, sư thái ra lệnh, vạn bối cho dù ta xương nát thịt cũng nhất định làm được. Người nhất định phải hứa. Nhất định hứa mà. Ta muốn người kế thừa chức vụ trưởng môn phái Hằng Sơn. Sư thái, vạn bối là người đàn ông không thể nào làm trưởng môn của quý phái. Nhưng mà sư thái hãy yên tâm, không cần biết quý phái sẽ ra bất cứ chuyện gì gian nan, vạn bối sẽ dốc toàn lực để gánh vác. Không phải đâu. Ta truyền lệnh Hồ Xuân làm trưởng môn phái Hằng Sơn. Nếu như người không đồng ý, ta chết không nhắm mắt. Được, vài bội hứa với sư thái.
cảm ơn. Vậy từ nay mấy trăm đệ tử của phái Hạc Sơn nhờ vào người đó, nhờ hết vào người. Sư thái, Thiếu Lâm tại sao lại vô tình vô lý hạ độc thủ như vậy đối với sư thái chứ? Giảng bối không, không phải Thiếu Lâm tự, chính chính là sư thái. Sư thái, sư thái. Cuộc tàn sát đã bắt đầu rồi. Thánh cô, các người không phải là đường chủ của Bạch Giao Bang sao? Thánh cô học phước tệ thiên, nhìn thấy thánh cô khỏe lại, chúng tôi mừng lắm. Chết cũng nhắm mắt. Tại sao lại như vậy? Linh hồn đại ca đâu? Đã lên Thiếu Lâm tự rồi. Chắc là bây giờ tới rồi. Nhưng mà chúng tôi đã bị người của phái Tôn Sơn đột kích. Bây giờ ta lên Thiếu Lâm. Có chừng phải cẩn thận, người của phái Tôn Sơn mai phục ở giữa lưng chừng núi rồi. Lưng chừng núi? Họ muốn bao vây bọn người của Lệnh Thiếu Hiệp ở trên Thiếu Lâm tự. Linh hồn đại ca, nhìn nhìn hướng hữu sứ, sao ông còn chưa chết? Ta còn chưa có tới số, đâu dễ chết tới gì chứ. Gặp được ông thì tốt, sao tôi lên Thiếu Lâm? Nè, đừng có gấp. Hòa thượng Thiếu Lâm thật quá đáng. Nếu như đã muốn trả người, tại sao còn bay ra cầm bãi như vậy? Họ thả cháu tại vì cháu đang ngăn cản trực tàn sát này. Nhưng mà cháu không chịu ngăn cản hòa thượng. Bây giờ cháu đi gặp phương trưởng thỉnh tội với ổng, kêu ổng đại phát từ bi, đừng làm khó dễ như người khác. Dinh dinh, đừng có nóng ruột. Phương Chấn đại sư là nhất đại tôn sư, không có thủ đoạn đê tiện. Nhưng thêm vào hai gã Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền, cái đó phiền phức ghê lắm. Tả Lãnh Thiền nhẫn tâm sát hại đồng môn không có nương tay, còn Nhạc Bất Quần miêu quan cho Lệnh Hồ Xung chính mắt ta nhìn thấy. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta nhất định phải cứu người. Nè, bây giờ theo tôi đi gặp người này. Giáo chủ, thánh cô tới. Dịnh dịnh, dịnh dịnh, đây là cha của cháu. Cha, cha. Đứng dậy, đứng dậy đi. Con đã lớn như vậy rồi à? Cha. Đi.
chạy máu. Cũng là mày, mày đạp tao đó, chắc mày quá vậy cháu. Dạ, chân của ta đạp thất tình, có cái người chân đạp đa tình đó sao mà nhiều lũ quá vậy? Chết luôn rồi. Thôi đi, chúng ta muốn tới thiếu làm tự để mà coi thử thôi. Ai ngờ toàn là đinh sắt không à, đạp muốn chết nè. Đúng rồi, mấy thiếu làm tự này không có lương tâm gì hết đó thiệt. Đúng. Thì là thiếu làm tự cố tình bày ra cạm bẫy để bắt hết bọn mình đó. Hết nói thật mà, không lẽ họ muốn chúng ta đói chết ở chỗ này sao? Thật không ngờ hòa thượng của thiếu lâm tự lại dùng độc để mà hại chúng ta đó. Hay là cái thằng khùng nhà ngươi đó hả, hết chỗ bị thương rồi, bị thương ở dưới chân á. Trời ơi, đực cơ gần chết à. Nè nè, các người nói nữa tao giết hết các người đó, bọn thánh tâm các người đã biết chưa hả? Ồn quá đi. Bây giờ còn chưa cứu được Nhậm Vinh Vinh mà kẻ thù đã bày ra thiên la địa võng, không tìm cách đối phó cứ gây gỗ nhau không à. Ở dưới đáy hồ 12 năm, danh dự quyền lực đúng ra phải xem thường, nhưng mà khổ cái nỗi cha đây càng già thì càng nóng lòng. Lần này cha tái xuất giang hồ chắc chắn có rất nhiều việc phải lo. Cái việc đầu tiên là cứu ra người rể tương lai của cha, có phải vậy không? Cha đừng có nói bậy. Con cứ yên tâm đi, nếu như Lệnh Hồ Sung có một chút hề hấn, cha nhất định giết hết người thiên hạ để trả thù cho con. Cha đừng có dùng bạo lực. Người ở trên đời ai lại không có cha mẹ vợ con? Nếu như có thể dùng đức phục người thì đó là điều tốt. Chẳng lẽ con muốn dạy cho cha làm sao đấu đả với người ta hay sao? Con không dám. Không lẽ năm xưa Đông Phương bất bại đoạt quyền xóm vị, cái đó cũng do cha bá đạo gây nên à? Con không phải ý đó. Tại vì con đã chịu đựng nỗi đau khổ cốt nhục phân ly với cha, cho nên không muốn người ta cũng chịu nỗi đau thương tương tự. Còn về chức giáo chủ, trước sau gì cũng là của cha, cho nên con ủng hộ cha đoạt lại chức giáo chủ từ tay của Đông Phương Bất Bại. Được, sự thật không hổ là con gái của Nhậm Ngã Hành ta. Vì cha còn việc Lệnh Hồ đại ca. Con đã mở miệng năn nỉ cha rồi à? Không lẽ cha không có đồng ý được hay sao chứ? Ô trời đánh à, chúng ta xông ra ngoài. Ê, ây da, nếu mà xông ra ngoài được thì cần gì ông phải nói? Chỉ mới tơi bời qua lá, còn hơn ở tại chỗ này âm thầm chờ chết à. Thánh chủ à, nếu như ở chỗ này thêm một ngày một đêm hả, tới cái lúc đó xông ra ngoài, ngay cả sức khỏe tác chiến cũng không có nữa. Đúng rồi. Mọi người muốn cùng xông ra ngoài đó là chuyện không thể xảy ra. Chúng ta ngày đêm mong mỏi muốn cứu được thánh cô. Đại sự này đây xin minh chủ một mình gánh vác. Nói như vậy nghĩa là gì? Tôi biết minh chủ nghĩa bọc dân thiên, không muốn một mình thoát nạn. Tuy nhiên ai nấy đều ở đây tụ nghĩa, sau này ai sẽ báo thù, ai sẽ cứu thánh cô giùm chúng ta? Làm người ai lại không chết. Ngày hôm nay người trong chánh phái tuy rằng đắc thắng, nhưng mà mấy chục năm sau thì cũng phải chết thôi. Thắng bại hơn thua chẳng qua là việc chết sớm hay là chết trễ thôi. Ai à, đói quá à, đói bụng quá à, ai à, đói quá ấy à, 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 coi nè à, sao Bồ Tát này đưa lưng về chúng ta vậy? Tao biết rồi, chắc là con chuột ở phía sau lưng nó đó. Hả? Mẹ nè, bà lên đi, bà lên vậy, bà lên đi, xuống đi nè, 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 đi nè, 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 trước khi tới đây tôi đã nhắc người rồi, không đừng có đụng vô rồi ở đây mà, sao con nghe rõ vậy? Nè, nè, đi đi, đừng mà, bà lên, chờ quá, đi, con nghe lời tôi được vậy, nè, vậy đi, chờ quá, bà đi, nè, bà lên, bà lên, bà lên, đừng xuống rồi nè, có đỏ xuống rồi, trời, tới thôi, bước là đụng tới cùng rồi. Đi mau đi. Đúng rồi, đi xuống đây, xuống đây. Đúng rồi, đi đi xuống này đi. Đi vô cái nhà cái đây. Cẩn thận đó, cẩn thận. Phụ tay, phụ tay. Lên đi. Cẩn thận đó nha. Chỗ này hình như là con đường bí mật thiếu lâm tự đó. Ngày xưa khi ta bị dây tại Mai Trang cũng đã trải qua một con đường hầm rất là dài. Ê, biết được chừng con đường bị nhốt trong này. Đúng rồi, đi mau. Chúng ta ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Khỏe quá.
rồi. Ra ngoài rồi, thoải mái thiệt nha. Thoải quá đi, tự do rồi. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Thầy già hay quá đi, chúng ta đã được bên ngoài rồi. Đúng rồi, thoải mái quá đi. Xem ra chúng ta đã tới dưới núi của Thiếu Lâm Tự rồi đó. Thôi chúng ta xuống núi đi. May mà chúng ta đã tìm được ngõ ra của Thiếu Lâm Tự. Phải rồi, rồi. Hay quá đi. Phải quá, hay quá. Đúng rồi, thiệt hay bụng quá. Đó bụng quá. Đi kiếm đầu đi. Đây là đúng rồi, kiếm đầu. Phải dạng đi. Lên núi đi. Lên núi làm cho bà đi. Đi đúng rồi, lên. Khỏe quá, khỏe quá. Kiếm dạng ra, tốt con phương rồi. Ê, vui quá đi. Ê, vui quá. Bây giờ chúng ta chia nhau đi kiếm. Tìm được Thính Cô rồi, chúng ta sau bạc ăn uống bữa nha. Đỡ quá. Tiền bối, ta đây không có tiền đổi ra. Sau này ta sẽ nói rõ. Không nói rõ rồi. Minh chủ, nhất định lên Thiếu Lâm Tự. Họ biết rồi chúng ta đã xuống núi. Khẳng định họ sẽ trở về Thiếu Lâm Tự. Biết được chừng sẽ được danh dinh trở về. Tôi đi theo với. Không được. Lần này còn nguy hiểm hơn nữa, đông người khó làm việc lắm. Nhưng mà tiếp tục như vậy thì sợ em cũng nguy hiểm nữa. Được rồi, anh cẩn thận đó. Ta biết rồi. Trước khi tìm được Dinh Dinh, muốn giết ta hả? Không phải chuyện dễ đâu. Hẹn ngày gặp lại nha. Mấy tà ma ngoại đạo này đây thì là tài giỏi, lại có thể thoát xuống dưới núi. Chắc là có huyệt đạo bí mật gì đó, bằng không làm sao thoát được đây. Người nào đó ra đây chúng ta. Hướng dịch ta. A-di-đà-phật. Thiện tài. Người này đây chắc là tiền giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo nhằm ngã hành. Đúng vậy. Lão Phu đã không có hỏi thăm chuyện giang hồ từ lâu. Những giới trẻ ngày hôm nay, Lão Phu đều không biết tới. Để Lão Nạp dẫn kiến dùm quý vị. Đây là trưởng môn của phái Võ Đường, đạo hiệu Thượng Sung Hạ Tuyết. Bần đạo nhận chức trưởng môn sau khi nhậm trưởng môn đã quỳ ẩn. Tuy rằng sau này mới nổi tiếng, nhưng không dám nhận mình là tài giỏi. Còn vị tả chứng môn này đây, chúng ta đã một lần gặp mặt. Nghe nói Nhậm tiên sinh bị thuộc hạ bắt giam mười mấy năm, có thể tái xuất giang hồ là điều đáng mừng đó. Còn đây là trưởng môn của phái Hoa Sơn Nhạc tiên sinh. Còn người kế bên là Nhạc phu nhân, đó chính là Ninh Nữ Hiệp năm xưa. Ninh Nữ Hiệp của phái Hoa Sơn, ta đã có nghe nói. Về Nhạc tiên sinh thì ta chưa có bao giờ nghe. Tiện danh tại hạ, biết hay không biết không ăn thua gì. Nhạc Bất Quật, ta hỏi thăm một người với nhà ngươi. Người đó xưa này là đệ tử của phái Hoa Sơn. Võ công của hắn rất cao, nhân phẩm này hiếm có. Có mấy người sáng mắt cũng như mì, ghen ghét bài bác nó. Như Lão Phu hết lòng ưa thích, Lão Phu cũng muốn gả con gái ta cho nó. Người thanh niên đó có tình có nghĩa, biết rõ con gái của ta bị dây ở chỗ này, đã dẫn dắt quần hùng vào Thiếu Lâm Nghìn đó. Nhưng mà bây giờ thì không biết đi đâu rồi. Làm cho cha vợ giống như ta, thiệt là làm cho ta vô cùng nóng ruột. Người mà Nhâm tiên sinh nói chắc là tên đệ tử bị đuổi đi Linh Hồ Xuân. Rõ ràng là Ngọc Báo, mà người lại xem như là cỏ rác. Người nói nó là tiểu tặc, như vậy không phải chửi Lão Phu là lão tặc hay sao? Lão Nạp có một điều không hiểu. Định Nhàn sư thái của phái Hằng Sơn tại sao lại viên tịch ở tại Thiếu Lâm Tự? Định Nhàn sư thái đã chết rồi.
sư thái hiểu rõ Phật pháp. Ở trong từ bi có Đức Phật môn mất đi một cao nhân thật sự là điều đáng tiếc. Cha con chúng tôi cùng dự hướng thúc thúc tới Thiếu Lâm tự chưa đầy nửa canh giờ, không biết quần hùng đã bỏ đi và càng không biết định nhà sư thái đã viên tịch. Nếu nói như vậy không phải là do Nhâm tiên sinh và Hướng tả sứ hãm hại. Định nhà sư thái có ơn cứu giúp tiểu nữ, tiểu nữ biết cảm ơn đồ báo, đâu dám có lòng hãm hại. Sư thái bị ai hãm hại một ngày nào đó sẽ được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên ngày hôm nay ba người tới đây đã giết chết ba người đệ tử của tôi. Tại sao như vậy? Phương Chấn không có biết giải dỗ môn hạ. Đệ tử của ông lại lên tiếng nói chuyện với ta, để dành bọn chúng ta làm gì? A-di-đà-phật. Lớn tiếng với ông lại muốn giết chết nó. Nếu như đệ tử của Thiếu Lâm làm trong bị thương, chắc là ông đốt luôn Thiếu Lâm tự phải không? Thiệt là quá đáng. Đúng là nể tình phương trượng, không làm khó gì tiểu nữ. Lão phu ta đây còn muốn cảm tạ, nhưng mà bây giờ đệ tử của ông lại vô lễ với ta, như vậy là xong rồi. Nhâm tiên sinh nói sòng phẳng là sòng phẳng đi, nhưng mà tam di loạn khai sát giới cần phải có một sự giải thích. Nghe giọng nói của ông là bởi vì các người ỷ đông muốn giết chết ba người chúng tôi để đền mạng à? Hoàng hoàng tường báo, tới bao giờ lão nạp chỉ muốn giữ tam vị trong chùa 10 năm để tụng kinh niệm Phật, hy vọng có thể hóa giải được tánh tình của tam vị thôi. Lòng tốt của phương trượng lão phù đúng ra là phải tuân theo, nhưng mà rất tiếc tên của lão phù đặt không có hay lắm, không thể tùng lĩnh đó đâu. Tha cho lão nạp ngu muội. Lão phù ta họ Nhậm, lại là tên Ngã Hành, có ý nghĩa là ta muốn đi tới đâu thì đi tới đó thôi hả? Nếu nói như vậy, muốn nói chơi với lão nạp phải vậy không? Không đâu. Cao nhân ở trên đời này đây, lão phù chỉ kính phục 3 người rưỡi, phương trượng là một trong số đó. A-di-đà-phật, lão nạp không dám như vậy. Phương trượng ở trong lòng của ta chỉ là hàng thứ 2, nhân vật võ lâm đầu tiên mà ta đây kính phục đó chính là Đông Phương Bất Bại, số ngôi giáo chủ của ta. Lão phù cứ cho rằng mình là thiên hạ vô địch thủ, nhưng mà không ngờ lại thất bại trong tay ông ta. Một nhân vật lợi hại tới như vậy, làm sao mà không kính phục được đây hả? Ông nói đúng lắm. Người thứ 3 mà ta kính phục đó là đương kim tuyệt đại cao thủ của phái Hoa Sơn. Không lẽ ông định nói như vậy để nói xấu người ta? Nhạc phu nhân, bà tưởng là ta định nói chồng của bà hay sao? Ông ta còn xa lắm. Người ta muốn nói đó là Phong Thanh Đường, Phong lão tiền bối, kiếm thuật của ông ta cao minh hơn ta nhiều, ta hết lòng kính phục ông ấy. Nhạc tiên sinh, Phong lão tiền bối còn sống trên đời này, Phong sư thúc mấy chục năm trước đã quy ẩn rồi, nếu như ông ta còn sống đó là may mắn cho Hoa Sơn chúng tôi. Phong tiên sinh là kiếm tâm, nhà ngươi là khí tâm, phái Hoa Sơn là kiếm khí nhị tâm, thề không có đổi trời chung. Nhà ngươi làm cái gì mà vui vẻ được chứ? Người thứ 4 mà ta kính phục là cái tên đạo sĩ mũi trâu của người. Các người có nhiều cái độc đáo, nhưng không phải là đối thủ của ta. Vậy ta chỉ kính phục phần nữa mà thôi. Mừng đạo có thể làm cho Nhân tiên sinh kính phục, kể như cũng là dễ dàng lắm rồi. Cảm ơn nha. Tuy rằng ngươi không phải là người ta kính phục, nhưng mà trong số 3 người ta không có kính phục, ngươi lại đứng hàng đầu. Ngươi tài cao trí lớn, nhưng mà làm việc thì là lén lén lúc lúc, không phải là hành động của anh hùng hảo hán. Các hạ nói này nói nọ là bởi vì muốn kéo dài thời gian hay là để cứu binh đây? Nhậm tiên sinh, thôi thì chúng ta đánh cá với nhau đi. Được, nói ra nghe thử đi. Nhờ, 3 người đây so tài với 3 người trong số chúng tôi, 3 bàn 2 thắng. Nếu như chúng tôi thua, có phải là ở lại Thiếu Lâm tự hay không? Đúng vậy. Nếu như các người thắng thì để cho các người xuống núi. Phương trượng là chủ, cần phải ra sân mới được. Lão phu tuy rằng bất tài cũng phải thử một phen. Còn về bà thứ 3, nếu như đạo trưởng đây đã lên tiếng, đương nhiên không có thể để cho ông ta chấp tay đứng nhìn. Không cần làm phiền, ngươi và phương trượng lên một lần đi. A-di-đà-phật. Được, mời.
sư. Không sao chứ? Không sao. Ta đã thắng trận đầu. Giáo chủ, để đó cho tôi. Tạ chư môn. Để ta được chúng ta thất vua họ Nhậm trước rồi mới đánh người sau. Hướng huynh đệ, lui ra đi. Lúc nãy ông nói là hạ được Nhậm giáo chủ sẽ tỉ thí với ta. Mời. Độ thứ ba cũng đã có nói rõ là Xung Hư đạo trưởng ra sân. Nhậm tiên sinh cũng đã chính miệng đồng ý rồi. Nhạc tiên sinh quả nhiên năng ngôn thiên đạo, nhưng không xứng đáng hai chữ quân tử. Nếu nhìn từ cặp mắt của quân tử là quân tử, còn nhìn từ cặp mắt của tiểu nhân, con người ai cũng là tiểu nhân hết. Hướng tợ sứ tự nhận mình là Thiên Dương lão tử. Bần đạo ngày hôm nay may mắn đối chiêu với Thiên Dương lão tử, đó là vinh dự của bần đạo. Mời. Được. Từ lâu đã nghe Thái Ất kiếm pháp của Xung Hư đạo trưởng thiên hạ vô song, tại hạ cung kính bất vô tôn lệnh. Khoan đã. Xung Hư đạo trưởng là quân sinh lực của đối phương, phía chúng ta cũng phải có sinh lực quân mới được. Lệnh hậu huynh đệ. Lệnh hậu huynh đệ, xuống đây đi. Xuống đi. Sư mẫu. Phương trưởng đại sư, ta đây xong lần thứ lần tự, ta thật đáng chết. Mong phương trưởng tha tội. A-di-đà-phật. Lúc nãy lão nạp đã biết được có một cao nhân nín thở ở đây, nội công cao thâm, trốn ở đại điện. Quả ra là thí chủ. Các vị tiền bối, giảng bối tới đại điện này bởi vì lo sợ nên không dám ra bái kiến quý vị tiền bối. Cầu mong tha tội. Lệnh hầu huynh đệ, tôi hãy thọ giáo thần kiếm của trưởng môn của phái Võ Đường đi. Kiếm pháp của Xung Hư đạo trưởng dễ nhu khắc cường, ở trên đời hiếm có. Phải cẩn thận nha. Chỉ là bắt buộc, mong đạo trưởng chỉ giáo. Lệnh hồ thiếu hiệp, khỏi cần khai sáo. Bốn người đều có thể xuống núi, ngươi đã thắng rồi. Đạo trưởng, nói như vậy có nghĩa là gì hả? Tôi nghĩ không ra có phương pháp gì có thể hòa giải được kiếm chiêu của hắn. Cuộc thi lần này tôi đồng ý chịu thua, nhưng mà các ngươi còn chưa có đấu thử. Bần đạo trước khi lên Thiếu Lâm tự đã đánh với hắn một trận rồi, bần đạo đã thua. Lần này đánh nữa, bần đạo cũng vẫn phải chịu thua. Có chuyện như vậy à? Lệnh hồ thiếu hiệp đã được chân truyền của Thanh Phong Thành lão tiền bối, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, bần đạo hết lòng kính phục. Đạo trưởng là một người thẳng thắn, lão phu đúng ra chỉ phục ông có phần nữa, bây giờ phải phục ông tới 7 phần rồi. Phương chấn đại sư, hẹn ngày gặp lại. Đi. Dạ bối cáo từ. Khoan đã. Có chuyện gì? Cái độ thứ ba bất phần thắng bại. Lệnh hồ sung, ta so tài với nhà ngươi được không? Sư phụ, đệ tử không dám. Người ta nói ngươi được phòng sư thúc của chỉ điểm kiếm, kiếm thuật đã xuất thần nhập hóa. Xem ra ta cũng không phải là đối thủ của nhà ngươi. Nhưng ta quản giáo bất nghiêm, dạy ra cái tên bại loại giống như ngươi. Nếu như ta không ra tay,
Không lẽ để cho người ngoài đảm nhiệm cái trọng trách này hay sao? Hôm nay nếu như không phải người chết thì ta qua đời. Ta và ngươi không còn tình thầy trò nữa. Đi kiếm đi. Người đã nhường hết ba trường, cứ chưa đi. Hãy cứ chưa đi. Lệ tàu quân đệ, bởi vì người muốn chết này sao chứ? Dành, con hãy đứng ra trước mặt của nó đi. Nếu như ảnh một lòng muốn cứu ngươi, nhất định sẽ chiến thắng. Nếu đặt sư phụ lên hàng đầu, có năng nữ gì nữa cũng vô dụng. Cuộc đấu này trước sau gì cũng có thắng bại. Để xem còn ngày nào đói chết trước. Đánh ta 7-8 ngày sẽ có kết quả liền. Ngày hôm nay thì là sáng mắt đó. Đúng vậy đấy giáo chủ, tất cả giáo lâm cao thủ đều ở chỗ này. Trong đó có người truyền thần công, làm cho cái mặt dày càng dày, không biết xấu hổ, thiệt là giỏi thật. Giáo chủ, thuộc hạ bất tài, chỉ nghe nói Kim Trung Chiếu và Thiết Bố Sàm. Hễ Kim Trung Chiếu, Thiết Bố Sàm chẳng qua là đau thương bất nhập, còn người này chỉ luyện được cái da mặt dày thật dày thôi. Không biết cái thần công đó là võ công của môn phái nào vậy? Người luyện được thần công đó chính là trưởng môn nhân của phái Hòa Sơn, nổi tiếng ở trong thiên hạ, Nhạc Bất Quân, Nhạc Đại Hiệp đó. Nếu nói như vậy, Nhạc Đại Hiệp từ nay sẽ dùng da mặt dày đâm không thủng, nổi tiếng giang hồ, lưu danh hậu thế. Ta nghĩ nếu không phải là Định Hồ Sùng nể tình thầy trò hết sức người vậy, thì Nhạc Thiên Sinh chắc chắn đã thua từ lâu rồi. Đã nhường nhịn biết bao nhiêu chiều mà hắn còn không có thể nào thắng nổi được. Nhạc Thiên Sinh thật là xấu hổ vô cùng. Nè, cái võ công da mặt dày đâm không thủng của Nhạc Tiên Sinh thật sự xuất thần nhập quá, quả nhiên tài giỏi, không biết mất mặt là gì nữa. Nè Đinh Hồ huynh đệ, nhiều biết bao nhiêu chiêu rồi, xuất chiêu đi. Xuất chiêu đi chứ, Đinh Hồ huynh đệ, xuất chiêu đi. Là chuyện này đây. Sư phụ, hả?
Sư phụ, sư phụ, đệ tử đang chết. Linh hồn đại ca, anh tỉnh rồi hả? Ê, nằm thêm chút nữa đi. Sư phụ và sư mẫu của anh đâu? Còn gọi là sư phụ. Ở trên đời này đâu có sư phụ nào không biết xấu hổ như vậy. Anh thì cứ nhường ổng, nhưng mà ổng không biết phải quý. Còn nhẫn tâm đá anh một đá, kết quả bản thân của ổng bị gãy xương chừng thì là đáng đời. Hả? Sư phụ của anh bị gãy chân hả? Ừ, anh không làm cho ổng mất mạng cũng là may mắn rồi. Dạ, anh đã làm cho sư phụ của anh bị thương, còn làm gãy chân của ổng nữa. Hối hận à? Anh thực sự dâm ngân bội nghĩa, thua lời cầm thú nữa. Ông ba lần bốn lượt hạ độc thủ giết anh, anh nhường nhịn như vậy kể như đã trả ơn với thầy rồi. Linh hồn đại ca, thực sự em biết rõ anh vì em cho nên mới làm mất lòng sư phụ và sư mẫu của anh. Em, trong lòng em, sao lại thở dài? Anh hối hận đã quen với em. Em là gì ạ? Là đồng bức mạng tại Thứ Lâm Tự. Anh cho dù tan xương nát thịt, tôi không thể đáp nổi ân nghĩa của em. Sao tới bây giờ anh còn nói những lời như vậy? Không lẽ anh còn coi em là người ngoài sao? Xin lỗi nha, anh không nên nói như vậy. Anh đã nói lỡ lời. Từ đây về sau, anh sẽ hết lòng hết dạ đối với em, có chịu không? Những lời nói này, anh chỉ muốn làm cho em vui, hay là lời thật trong lòng? Dạ, anh không gạt em đâu, đâu sẽ biết. Nếu như anh mà gạt em, sẽ bị trời đánh thánh đâm, tan xương nát thịt, không có tốt. Không nhất, bây giờ người trong thiên hạ đều biết em cùng với anh. Sau này nếu như anh phụ em, em không muốn anh bị trời đánh thánh đâm, em thà đâm chết anh. Cái mạng này của anh là do em cứu, thì đã là của em rồi. Em bao giờ muốn lấy mạng của anh, cứ việc lấy đi. Tuy nhiên khỏi cần giết anh nữa, anh nghĩ chắc anh không sống nổi. Linh hồi đại ca, anh làm gì vậy? Em đi kiếm cha nha. Nè. Kiếm cha em là cái gì? Vì chúng ta ân ái với nhau à? Người ta nói anh là lãng tử hào hoa, quả nhiên ăn nói lẻo mép, không đàng hoàng. Anh làm bậy em hồi nào được chứ? Được. Bây giờ làm bậy thiệt ở nhà. Đừng mà, đừng. Sao vậy? Lạnh quá. Anh chỉ cần biết ta lúc gì. Lạnh quá. Để nói chết thì tôi, cũng chẳng có thể pháp có thể giúp cho anh giải cứu thôi. Người lập tạc chặt thiết của ta, còn thể quyền để khắp mặt của ta. Dù vậy, giáo chủ, đừng có nói nhiều, hãy vô lấy chân khí.
Chuyện của huynh, chân huynh đâu có bị gãy. Thật sự ông này, ông làm bộ là đã bị nội lực của Xuân Nghi đả thương. Tại của ông, cánh tay chỉ bị tổn thương đỉnh thôi. Xuân Nhi đã vô ý làm hại ông, ông lại cố tình đá nó bị thương. Phải. Tại sao vậy? Sao lại đối xử với Xuân Nhi như vậy? Mục đích là không để cho Tạ Lãnh Thiền thấy rõ võ công của tôi, cho nên nó mới không đề phòng tôi. Lại Tạ Lãnh Thiền nữa. Ông đường đường là trưởng môn của phái Hoa Sơn, sao phải che giấu với Tạ Lãnh Thiền? Sư muội, bà còn không hiểu sao tôi phải e dè với ông ấy mới được đó. E dè cái gì? Định Nhàn sư thái của phái Hằng Sơn đã bị hại ở Thiếu Lâm Tự, rõ ràng đã bị Tạ Lãnh Thiền giết chết. Nếu như đã bị hắn giết chết, ông có thể sưu tầm bằng cớ triệu anh hùng các lộ hưng si hạ tội hắn. Không lẽ là ông sợ hắn? Thứ nhất không có bằng cớ, thứ nhì mạnh yếu bất địch đó. Cái gì mà mạnh yếu bất địch? Chúng ta có thể nhờ Phương Chính đại sư và Xuân Hư đạo trưởng chủ trì công đạo. Hắn mà dám làm gì? Chỉ sợ còn chưa mời được Phương Chính đại sư. Vợ chồng của chúng ta giống hệt như là sư thái Định Nhàn vậy. Nhưng tại giang hồ, trước sợ cọp, sau sợ sói. Ông ngày xưa đâu có như vậy. Bà muốn làm gì vậy? Thà làm miệng gà, không làm đuôi trâu. Tôi về Hoa Sơn, muốn lấy lòng Tả Lãnh Thiền, ông cứ ở lại một mình. Bà, sư muội. Mẹ ạ. Sư mẫu. Mẹ. Sư mẫu à? Mẹ. Sư mẫu. Sư mẫu. Sư mẫu. Mẹ đi đâu vậy? Tại sao mẹ lại như vậy? Sư phụ, chân của sư phụ. Dạ. Dạ, phụ nói với mẹ các con trước, các con thường xuất hành lý tới khách sạn gặp mặt chúng tôi. Dạ. Sư phụ. Hãy đợi chút, sư mũi. Sư mũi, nghe ta nói. Sư mũi đừng có đi. Đừng có đi mà. Sư mũi, đừng có đi sư mũi à. Sư mũi đừng có đi. Hãy nghe ta giải thích. Sư mũi, ở trong này có nguyên nhân đó. Đừng có nóng ruột. Hãy nghe ta nói. Sư không nghe. Sư mũi, Tạ Lãnh Thiền lòng dạ bất chính. Chúng ta nếu như ra mặt chống đối nó, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng tại giang hồ, có ai mà không phải sống trên mép dao chứ? Chúng ta chết không rõ không ràng, hắn sẽ thông tính với quan sự của chúng ta, coi chừng còn gán một cái tội khó nghe lên đầu của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta chết, đệ tử phái quan sự của chúng ta sẽ trở thành con cá nằm trên thớt của Tạ Lãnh Thiền, đâu có sức để mà phản kháng chứ. Không thể chống đối hắn, rồi phải lấy lòng hắn hay sao? Không phải lấy lòng, mà khách sáo với nó trước, chờ đợi thời cơ phô bày âm mưu của nó. Nếu bà hiểu được như vậy thì bà tốt lắm. Chúng ta cần phải giữ gìn cho Sang Nhi chứ. Giữ gìn cho Sang Nhi? Hôm đó ông ra tay với Xuân Nhi đã sử dụng Xung Lâm kiếm pháp và Lãng Tử hồi đầu. Ông muốn ám thị cho nó trở về Hoa Sơn là muốn gả Sang Nhi cho nó. Phải. Ông làm vậy đó là cái kế hoạch tạm thời hay thật là ý định của ông? Với nó đương nhiên không thể nói được. Nhưng mà bây giờ nó đã thương nhậm doanh doanh của ma giáo, ông đừng có hoài công nữa. Thức thì làm sao chứ, Xuân Nhi vẫn có tình cảm với Linh Sàng, không lẽ bà không thấy sao? Thật sự ông nghĩ rằng đối với Càng Nhi nó vẫn không thể quên được? Không những không thể quên mà còn hết lòng thương yêu. Sau khi nó hiểu rõ dụng ý của mấy chiêu đó của tôi, cái kiểu vui mừng trong lòng của nó không phải là biểu thị cuối cùng hay sao? Cho nên ông dùng Sang Nhi để làm mồi, dụ nó vì Sang Nhi, cố ý để thua ông. Hóa ra bà còn chưa hiểu dụng ý của tôi à? Nhẫn nhục cá nhân tôi là cái chuyện nhỏ, thịnh suy của Hoa Sơn mới là điều quan trọng. Nếu như tôi phải thuyết phục Xuân Nhi trở về Hoa Sơn, như vậy là cái chuyện tốt nhất cử tứ tiện đó. Nhất cử tứ tiện là sao? Kiếm pháp của Xuân Nhi cao cường hơn tôi đất xa, chỉ cần nó trở về Hoa Sơn, phải Hoa Sơn của chúng ta đương nhiên lại tăng thanh quay, nổi tiếng thiên hạ. Tạ Lãnh Thiền không thể chiếm lấy Hoa Sơn,
ngay cả Hàn Sơn, Thái Sơn, Hoàng Sơn đều có thể giữ được, đó là thứ nhì. Sơn Nhi trở về môn phái Hoa Sơn, mà giáo là mất đi một phụ tá đắc lực, ngược lại thêm một cường địch, đó là điều thứ ba. Còn điều thứ tư? Thứ tư, chúng ta không có con trai, sau này xem Sơn Nhi giống như là con trai ruột vậy. Nếu như nó có thể cải tà quy chánh, chúng ta cả nhà đoàn viên không phải là chuyện đẹp nhất ở trên đời này hay sao? Nhưng Sang Nhi và Bình Nhi đã thương yêu nhau rồi, ông lại nhẫn tâm chia rẽ tụi nó, để Sang Nhi nó ân hận suốt đời. Bình Nhi dầu sao cũng không bằng Sơn Nhi. Cái đó chưa chắc. Sơn Nhi tuy là võ công cao cường, nhưng rất dễ bị người khác ảnh hưởng, lại mê rượu. Sang Nhi mà lấy nó, tôi mới là lo thật sự. Xem ra tôi hoài công vô ích, nó đã xa lầy nhiều lắm. Chúng ta nói đi nữa cũng bằng thừa. Sư muội, chúng ta cùng nhau về Hoa Sơn đi. Ở đây phải dấu chân, chắc là cha mẹ đã tới. Ừ. Ê, Đình Chi, xem kìa, ở dưới này có bốn người tiếp nè. Thôi mà tới đây đi, mau lên. Wow. Ủa, gần đây không có người ở, tại sao có người làm người tiếp của ta chỗ này vậy? Ê, xem kìa, họ dễ thương ghê chưa, còn tay nắm tay nữa. Nè, Đình Chi, hay là chúng ta cùng đắp hai người quyết, một trai một gái có được hay không? Ờ. Tới đây. Nè, Linh Sang, tiên sư phụ sư mẫu ở trên hết, chút nữa mới trở về đây làm một tiếp đi. Lúc nào cũng làm ta mất hứng rồi. Chưa tìm được sư phụ sư mẫu, ở trong lòng không có yên đâu. Vậy được rồi, sau khi tìm được cha mẹ thì cùng với ta làm hai người tiếp nha. Nhất định chúng ta đi kiếm đi nha. Nè, là chuyện gì nữa? Bây giờ không đắp người tiếp, nhưng mà ta muốn biết về chữ trên mình của họ. Đình Chi à, người cứ viết về chữ đi. Được. Còn ba người tiếp, rồi thì chúng ta viết chữ cho mình của họ luôn đi. Không, tiếp sư phụ cho mẫu đi. À, chắc chắn là đệ tử của phái Hoa Sơn. Đúng rồi, chắc kẹt rồi, đúng rồi, chặt đây quá. Có đây cũng mẹ. Đế tiện, hạ lưu vô liêm sĩ, buông cổ ra mau, buông cổ ra. Ê, buông cổ ra. Mày dám chửi tụi tao hả? Giang phu giam phụ. Mấy người giết cái gì trên lô mấy người tiếp? Giết cái gì ăn thua tới cái người? Chắc tên này còn cất đầu mày. Mình chi giờ ngươi sao vậy? Nè, ngừng tay. Ngừng gì chứ? Gì đâu chứ, ngừng gì? Đây, 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 đây. Người được sao chứ? Cảm ơn giúp đỡ. Thôi đi. Nói, hai người lúc nãy đã giết cái gì trên lưng cô ta? Rồng cạn đá mòn. Tin này không phải. Anh phải biết, anh
anh và tiểu sư muội của anh từ nhỏ đã sống chung với nhau. Anh tự nhiên không thể nào quên được đâu. Em thực tâm nghĩa trọng đối với anh không phụ em đâu. Vì phút sống chết, anh bất chấp tất cả đi cứu cổ. Anh vốn không nghĩ tới em có bị hàng băng chân khí của cha hại tới không. Anh coi em là cái gì? Dì, nhưng mà tình hình nguy kịch. Anh bởi vì nóng ruột cho nên anh vì muốn cứu tiểu sư muội, ngay cả mạng của mình cũng không ngại. Anh đối với nhà cô nương có thâm tình, đối với em chỉ có cảm kích và kính sợ. Em đi đi. Đi. Đi về Hoa Sơn, làm con rể chủ môn Hoa Sơn của anh. Trái tim của anh lúc nào cũng ở Hoa Sơn, cho dù theo em đi nữa cũng như vậy. Cha, không sao chứ? Cha làm sao có chuyện được. Nè, cẩn thận. Nhi Dinh, nhầm với chủ, ta không có liên lụy cháu chứ? Không có liên lụy tới ta, nhưng mà bản thân của cháu cánh tay trái thế nào rồi? Kinh mạch bất thông, khí huyết bất thuần, không nghe điều khiển. Cái chuyện này hơi phiền phức đó. Phiền phức thì tìm cách đi. Chờ. Xem nè, con gái của ta tốt với người đến cỡ nào. Dành doanh, đừng có nóng ruột quá. Nó trừ khử hàn khí giùm cho cha. Cha của con đương nhiên phải tìm cách chữa lành cánh tay giùm cho nó chứ. Lệnh hồ huynh đệ, người giúp ta trừ khử hàn độc, ta giúp người đã thông kinh mạch. Chúng ta không có ai nợ ai hết. Nếu như muốn kinh mạch của cánh tay hoàn toàn bình phục lại, chỉ cần chờ tới 7 ngày, nóng lòng cũng không có được đâu. Chờ. Cảm ơn giám giáo chủ. Lệnh hồ huynh đệ, ngày xưa tại Mai Tràng, người đã từ chối tham gia Nhật Nguyệt Thần Giao. Tình hình bây giờ không có giống như là hồi xưa nữa đâu. Chắc chắn là người không có từ chối nữa chứ. Người đã luyện được khắc tinh đại pháp của ta, trước tiên sẽ có cái hiện tượng phản xạ. Tới lúc đó, người cầu sanh bất đắc, cầu tử bất năng. Chờ. Nếu như không tham gia Nhật Nguyệt Thần Giao, cho dù danh doanh có lấy người đi nữa, ta cũng không có truyền thụ cái phương pháp quá giải cho người đâu. Người suy nghĩ kỹ đi. Xin nhậm giáo chủ được chỉ trách. Giảng bối không bao giờ tham gia vào Nhật Nguyệt Thần Giáo đâu. Nếu nói như vậy, ngươi sẽ không cùng ta lên Hắc Mộc Nhai để đối phó với Đông Phương Bất Bại hả? Huynh đệ, làm sao hả? Không lẽ khinh thường Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng tôi hay sao? Giảng bối đã hứa với Định Nhạc Sư Thái, lập trưởng môn của phái Hàn Sơn rồi. Trưởng môn của phái Hàn Sơn à? Đi làm trưởng môn của Nico à? Ta biết rõ làm thủ lãnh của một bọn Nico chắc chắn sẽ bị người ta cười. Nhưng mà Định Nhạc Sư Thái trước khi chết đã nhờ giả tôi không thể nào từ chối. Chờ, Định Nhạc Sư Thái lên Thiếu Lâm tự là muốn cứu con. Được, ta là giáo quái, còn ngươi là tiểu quái. Chuyên môn làm cho người ta ngạc nhiên, thật sự là những người kinh thiên động địa đó. Thôi thì lên Hàng Sơn làm trưởng môn phái của các đi cô lớn nhỏ đi. Dành dành, có phải là con muốn đi Hàng Sơn chung với hắn không? Hả? Không cha, con sẽ cùng với cha về Hắc Mộc Nhai. Được. Giảng bối là thầy Trung, ngày nào còn sống nhất định sẽ từng tập tình luận.
để mà hỗ trợ Phái Hành Sơn phát dương quang đại. Con phụ lòng ủy thác của sư thái. A Di Đà Phật. Bái kiến đại sư. Phái Hằng Sơn giao phó cho lệnh thiếu hiệp, lão nạp yên tâm nhiều lắm. Đại sư đừng có ngạo ca nữa. Giảng bối là một người đàn ông, lo cho biết bao nhiêu người đàn bà, cảm thấy sừng sừng ghê lắm. Phái Hằng Sơn toàn là nữ giới, thật sự không ngờ lại trao cho một người đàn ông làm trưởng môn. Giảng bối lúc đó cũng không làm gì hơn được. Không, Định Nhàn sư thái trước khi chết quyết định sáng suốt trao chức vụ trưởng môn cho thiếu hiệp. Định Nhàn sư thái thấy xa và biết chuyện như vậy làm cho người ta kính phục đó. Không lẽ là Định Nhàn sư thái trước khi qua đời đã có dự tính? Định Nhàn sư thái viên tịch, chúng nữ đệ tử của Hằng Sơn khẳng định không phải là đối thủ của Tả Lãnh Thiền, cho nên rất dễ dàng khuất phục. Nhưng mà thiếu hiệp võ công cao cường, khẳng định có thể giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn. Định Nhàn sư thái đã bị trọng thương, còn có thể nghĩ được cái điểm đó, cho thấy bà ta lo xa tới cỡ nào. Khi bà ta viên tịch, còn có thể giữ được linh đài thanh minh, thật sự hiếm có. Lệnh hầu thiếu hiệp giữ chức trưởng môn là điều đáng mừng. Giang bối tánh tình không gò bó, vô tài vô đức, không thể giữ được chức vụ trưởng môn. Đợi tìm được một người thích hợp hơn, rồi sẽ trao lại chức trưởng môn cho người đó. Thiện tài, thiện tài. Các người làm gì vậy? Hướng về đi gì đi. Xin chủ môn sư huynh trả thù cho sư phụ chúng tôi. Xin chủ môn sư huynh trả thù cho sư phụ chúng tôi. Các người đừng lo, gánh nặng trả thù cho gì vậy sư thái ta sẽ lo hết. Các người yên tâm. Cảm ơn chủ môn sư huynh. Ê, được rồi được rồi, các người xin mình trả lễ. Các người thi lễ tôi trả lễ, thiệt là chán lắm, lãng phí thời gian nữa. Định Nhàn sư thái trước khi qua đời để nhờ giả ta làm trưởng môn. Thực ra con người của ta vô đức vô năng, không thể canh giác đâu. Chưởng môn sư thúc chịu nhận lấy trách nhiệm này, đó là đại hạnh của bổn phái. Được, nhưng mà các người hứa với ta một điều. Chưởng môn sư thúc, có gì căn dặn các đệ tử nhất định sẽ nghe theo. Ta không muốn làm chưởng môn sư thúc, hay kêu ta là chưởng môn sư huynh, có được không? Sao đây? Chưởng môn sư huynh hạ lệnh, chúng tôi nhất định nghe theo. Nghe như vậy mới khỏe hơn nhiều đó. Chúng tôi có 3 căn phòng khách, trưởng môn tạm thời ở đỡ chờ chúng tôi xây nhà mới cho trưởng môn. Ê, không cần xây nhà mới nữa, ở được là được rồi. Trưởng môn sư huynh nhậm chức phải thông báo cho Võ Lâm Đồng Đạo, còn phải báo cho minh chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, sư bá Tả Lãnh Thiền. Mặc kệ họ chứ, sư phụ sư bá là do họ Hà độc thủ giết chết đó. Chúng ta phải điều tra sự thật, chứng minh phải Tung Sơn đã hạ độc thủ. Tới lúc đó với sự thống lãnh của trưởng môn sư huynh mới làm Tung Sơn hạch tội, còn những lễ nghĩa trước mắt không thể thiếu được. Nghi Thanh nói đúng lắm, không thể thiếu lễ nghĩa. Thầy báo cho Võ Lâm Đồng Đạo biết sư huynh làm trưởng môn, không cần phải hành lễ gì cả. Trưởng môn sư huynh gì? Hãy báo cho trưởng môn của các phái biết, báo rằng sư thái Định Nhàn định vật viên tịch, đệ tử Hằng Sơn trong thời gian cư tang không tổ chức trưởng môn đại lễ, xin họ đừng có lên núi để chúc mừng gì nữa. Được, vậy thì chúng ta chọn ngày báo cho mọi người biết. Ngày 16 tháng 2 là ngày hoạt đạo đó. Quyết định vậy đi. Nếu như ta đã tới Hằng Sơn, cần phải theo nguyên tắc của Hằng Sơn. Chủ môn sư huynh, chúng tôi là người xuất gia, có nhiều giới luật phải tuân theo. Chủ môn sư huynh không phải người xuất gia, không cần thủ giới. Không không không, bây giờ ta đã là chủ môn của phái Hằng Sơn, tất cả phải theo kỷ luật của Hằng Sơn. Hey, mà không người ta hỏi ta, ta cái gì cũng không biết đâu có được chứ. Nhưng mà chủ môn sư huynh. Hey, được rồi, cái gì các cô làm được, chủ môn sư huynh cũng có thể làm được. Cho ta biết, bình thường các người làm gì đây? Tụng kinh, điểm tâm, luyện kiếm, cơm trưa, tụng kinh. Hey, được. Chưởng môn sư huynh làm gì cũng được hết.
Ý già quấy rầy giấc ngủ của người ta. Trời chưa sáng đã tụng kinh rồi. Ôi chết được đó. Chưởng môn sư huynh, chưởng môn sư huynh, chưởng môn sư huynh, chưởng môn sư huynh à, chưởng môn sư huynh. Tới ngay, nghe rõ rồi, nghe rõ rồi, đừng gọi nữa, tới ngay mà. Ê, chuyện gì vậy chứ, hả? Chưởng môn sư huynh, thấy mặc đồ lại đi, coi chừng bị lạnh đó. Xin lỗi nha. Có chuyện gì? Chưởng môn sư huynh, chúng ta đi tụng kinh. Biết rồi, tụng kinh hả? Tới ngày. Tới ngày mà. Đi tụng kinh. Nó tụng xong hết rồi. Cái gì? Trời còn chưa sáng mà tụng kinh hết rồi hả? Quay đầu lại đi, mặc áo xong rồi. Chưởng môn sư huynh, không thích hợp với cuộc sống ở trên núi, không cần theo nguyên tắc của chúng tôi. Được. Ngày mai tôi sẽ có mặt nha, được không? Ngoài tụng kinh ra còn chuyện gì nữa? Buổi tối cũng tụng kinh. Được rồi. Tụng kinh vào buổi tối lúc nào? Sau khi hoàng hôn. Được, chúng ta nhất định tới tụng kinh mà. Vậy mà chúng con sư huynh tới đoạn đường để dùng cơm. Cách này ăn trước đi, khỏi đời thôi. Dạ, đi. Oh.